Đống đa xưa bãi chiến trường, ngổn ngang xác giặc vùi xương thành gò. Mùng năm Tết, trận thắng to, gió reo còn vẳng tiếng hò ba quân. Noi gương chiến đấu anh hùng, Quang Trung sống mãi trong lòng chúng ta. Sau cuộc chiến, Quang Trung ra lệnh thu nạp và nuôi dưỡng hàng vạn tù binh mãn Thanh. Ông sai nhặt xương cốt quân Thanh tử trận, chôn trong 12 cái hố rộng, đắp cao thành gò, gọi là Kình Nghệ Quán. 12 gò này nằm rải rác từ làng Thịnh Quang đến làng Nam Đồng. Trên các gò, cây cối mọc tùm, nên có tên là gò Đống Đa. Ông cho lập đàn cúng tế và sai Vũ Huy Tấn soạn văn tế biểu thị sự thương xót với những quân dân Trung Quốc chết xa nhà. Bài văn có đoạn: Nay ta sai thu nhặt xương cốt chôn vùi, bảo lập đàn bên sông cúng tế. Lòng ta thương chẳng kể người phương Bắc, xuất của kho mà đắp điếm đống xương khô. Hồn các ngươi không vơ vẩn ở trời Nam, hãy lên đường mà quay về nơi hương chí. Nên kính ngưỡng ta đây là chủ, chan chứa lòng thành, nhưng mong sao đáp lại đạo trời, giạt rào lẽ sống. Năm 1851, do mở đường mở chợ, đào xẻ nhiều nơi, thấy nhiều hài cốt, lại cho thu vào một hố cao nối liền với núi xưa, thành gò thứ 13, tức là gò còn lại ngày nay. 12 gò khác đã bị phạt đi trong thời gian người Pháp mở rộng Hà Nội vào năm 1890. Mờ sáng mùng 5, 100 voi chiến Tây Sơn tiến lên, ngựa quân Thanh sợ voi lui lại, dẫm lên nhau. Quân Thanh cố thủ trong đồn bắn ra, Quang Trung chia tượng binh làm hai cánh, một cánh vòng qua đồn Ngọc Hồi, đóng phía đông đê Yên Duyên để chặn đường rút, cánh kia dùng mộc tẩm rơm ướt tiến lên hãm đồn. Đại bác quân Thanh bị vô hiệu. Quân Tây Sơn tiến vào đồn hỗn chiến, quân Thanh chống không nổi chạy tản ra tứ phía, dẫm phải địa lôi chính mình đặt từ trước nên bị chết rất nhiều. Quân Thanh từ đồn Ngọc Hồi chạy tới đê Yên Duyên, trông thấy phục binh Tây Sơn, phải chạy theo đường Vinh Kiều trốn về Thăng Long, gặp cánh quân của Đô Đốc Bảo, đánh từ làng Đại Áng, chạy tiếp đến làng Quỳnh Đô, trốn vào đầm Mực. Quân Đô Đốc Bảo tiến vào đầm Mực, tiêu diệt toàn bộ. Toàn bộ hệ thống đồn do Tôn Sĩ Nghị thiết lập để phòng thủ ở Nam Thăng Long đều bị quân Tây Sơn tiêu diệt. Các tướng Hứa Thế Hanh, Trương Triều Long, Thượng Duy Thăng đều tử trận. Đạo quân Vân Nam Quý Châu đóng ở Sơn Tây được tin các đồn thất thủ, tướng Ô Đại Kinh chưa giao chiến trận nào, nhờ tướng người Việt là Hoàng Văn Đồn dẫn đường chạy về Trung Quốc. Chiều mùng 5 Tết, tức 30 tháng 1 năm 1789, Quang Trung và Đô Đốc Bảo tiến vào Thăng Long trong sự chào đón của nhân dân. Đô Đốc Long ra đón rước vào thành. Trên đường tháo chạy, Tôn Sĩ Nghị bị hai cánh quân Tây Sơn của Đô Đốc Tuyết và Đô Đốc Lộc chặn đánh ở Hải Dương và Phượng Nhãn, bỏ lại cả quân ấn, kỳ bài, sắc thư, bị lạc lối, đói khát, 7 ngày đêm mới tới ải Nam Quan. Số quân Thanh kịp theo Nghị bên kia biên giới chỉ có khoảng 50 người. Lê Duy Kỳ chạy theo Nghị thoát sang bên kia biên giới, theo Hoàng Lê Nhất Thống Chí, quân Tây Sơn đuổi theo và giao lên rằng sẽ đuổi qua biên giới đến khi bắt được Nghị và Duy Kỳ mới thôi. Bởi thế, dân Trung Quốc ở biên giới dắt nhau chạy, làm cho suốt vài chục dặm không có người. Như vậy, chỉ trong vòng 6 ngày, quân Tây Sơn đã đánh tan quân Thanh, cánh quân Điền Châu gần như bị diệt hoàn toàn, cánh quân Lưỡng Quảng chủ lực bị thương vong nặng và tan rã gần hết. Riêng quân Vân Nam, Quý Châu không giao chiến mà rút êm về nước. Quang Trung đã hẹn với ba quân mùng 7 vào ăn Tết ở Thăng Long, nhưng chỉ đến mùng 5, quân Tây Sơn đã khải hoàn ở Kinh Thành. Ngô Ngọc Du, một nhà thơ đương thời, có thơ rằng: Quân vua một giận oai bốn phương, thần tốc duỗi dài rong thẳng tới, như trên trời xuống dám ai đương. Một trận rồng lửa giặc tan tành, bỏ thành cướp đó trốn cho nhanh, ba quân đội ngũ chỉnh tề tiến, trăm họ chật đường, vua tiếp nghênh. Mây tạnh, mù tan, trời lại sáng, đầy thành già trẻ mặt như hoa, chen vai khoác cánh cùng nhau nói: Kinh đô vẫn thuộc núi sông ta. Ngày nay, hàng năm vào mùng năm Tết, nhân dân ta tưng bừng tổ chức lễ hội chiến thắng tại gò Đống Đa, dâng hương tưởng nhớ công lao của người anh hùng áo vải cùng với đội quân của ngài. Đồng thời, cùng với nén hương thơm cũng là lời thề giữ gìn non nước,